Mọi đứa một cái còn đủ không? Không à. Cái con ba nghe vậy quýnh thối á. Thối mời. Ê, lại làm cái qua lại nha. Chị ở đâu vậy? Mấy cái đó kìa. Khoan mở. Cái qua cái đó. Ê, này coi. Dạ. Đấy. Vô lấy hơn. Vô 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 con. Lên 10 luôn. Thôi lên 10 luôn anh con nghe. Còn 5 mà 10 5 ngàn chạy đâu ra chưa đóng máy thì 5 ngàn đổi luôn nè. Tao coi lên 50 đổi luôn nè con. Trời ơi. Ê mình dở hàng mắt mình ăn thôi. Ủa? Sao hai con mắt ăn gấp đôi. Phải không? Ngủ lên gấp đôi luôn. Chết luôn. Không biết làm cái. Trời ơi. Mà mười mấy tuổi mình được dần dần đi. 15 được. Cái là 15 được xét. Cái là xét phải không? Ok. Còn có 14 à? Dạ không, 14 là đần. Cho 15 rồi còn đâu 14. 10, 15 với 11 nha. Ê, bố không có la lên vậy. Rồi. Lấy tiền vô, lấy tiền vô. Trời ơi, chín nhiều dữ hả? Trời ơi, chín nhậu cho dữ luôn. Có 10 ở đây. Chín nhậu lại xỉn luôn chứ. Rồi, đấy tám được rồi. Đấy rồi. À, 20 đời. Ngày 4 mới không? 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 Ngày không để cho coi cho 14 sao thầy con nói con biết trước cho 20 á. Ủa, cậu 16 à. 15 rồi. 15 giờ kéo nè. Ăn hàng ngày mới tức nè, kéo lá đào ở đây phải không? Đúng rồi cậu. Đó. Rồi kéo. Nói lại đó. Kéo lên con 6 tóc dữ là cậu. Lỡ rồi. Kéo 18 là nó 18. Kéo con 6 là tóc dữ à. Đúng kéo mắt chứ chết. Còn ba đứa phải không? Cứ bậy mãi thôi. Rồi bây giờ con 6 nè. Ông 6 thiệt luôn. 6 thiệt nè. Trong 10 nè. 10 thôi 10 nè. Này 5. 5 thôi 5 nè. Dạ cái này có 16 à. Mãi còn 15 còn với vua. Thôi nãy cầu cơ cái mắt đồng của 16. Ngồi yên nha. Thôi nghỉ. Đó ai? Đứa nào làm? Đó ai làm? Đây là đi làm. Thôi vậy làm cây nữa đi.